theo chương trình Ngân Nga Tại Gia sẽ chào đón rapper Osas và khách mời là diễn viên Nam Thư tham gia cùng chương trình. Những điều khán giả muốn biết về chàng rapper này sẽ được tiết lộ. Ở đấy thì em rất là thích hát hò nhạc nhẽo, em bắt đầu viết những cái bài rap đầu tiên của mình và em đăng lên trên Facebook. Ngay sau cái hôm cái vụ việc cái xảy ra thì em cảm thấy rất là bực và cảm thấy rất là ấm ức, tại vì như kiểu là mình bị đổ oan cho cái gì vậy, tại vì mình không hề làm được cái việc đó. Những chia sẻ về nhạc rap và thế giới underground. Trước nay thì khán giả họ luôn nhìn vào rap với một cái con mắt hơi không có thiện cảm cho lắm. Underground gọi là thế giới ngầm á. Trước đây chỉ được coi là thế giới ngầm, nhưng mà bây giờ đã được mang lên ánh sáng thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cơ hội để đến với cái thế giới đó. Và bây giờ thì đã đến, em nghĩ là đã đến lúc mà Việt Nam chúng ta có một cái nhìn khác hơn về rap và hip hop. À, kiểu như chốt đơn, chốt đơn. Đúng rồi, tức là em đi quay chung show với cả chị Nam Thư á, chị không nhận ra em luôn. Chị nói trời ơi, bình thường mày đi học á trông bèo lắm, trông mày lụp xa lụp sụp á, hôm nay sao mày lên đồ chị sẽ không có ra. Và không thể thiếu những ca khúc gắn liền với tên tuổi của chàng rapper này. Giờ 3 giờ anh còn chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nãy cũng như là thằng trên mây. Ai xa hôm nay em gọi anh lúc 3 giờ, hãy em đâu vì người em có father đã xa hoa, đó là cuốn em xa bờ dẫn em đi. Trời em đâu ngờ ở đây bên anh đừng đi xa. La 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 la, dù thu đi hay là đông qua. La 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 la, mẹ thì về nhà. Cùng đón xem tập 11 chương trình Ngân Nga Tại Gia sẽ được phát sóng vào lúc 19:50 thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam.